anh cứ đạp bằng banh banh này là ủa map này cả Jovi thích lắm này, bắn Brimstone đi Rolai. Brimstone đi đi đâu tốc độ ờ tốc độ tốc độ. Bỏ lát này chết. Ơ kia chết bên phải sát phải sát phải. Ôi ôi đổi bác ơi ôi. Không ai kê mốc, không ai kê mốc nhá. Rồi, còn smoke. Còn một smoke city đi, smoke city. Rồi, kê sau smoke đi, kê sau smoke city đi. Rồi chết, city nữa. Chết. Ôi cuối gara ra, đầy máu 100 máu. Gara 100 máu, ném nét vào anh Dũng ơi. Ném nét vào. Nét vào thế anh ơi, nét vào. Nó có thể đi city rồi, Rồi, kê lại thôi. Có con chim, có chó, có đủ hết. Nổ. Rồi, nó bên kia. Anh Dũng, cái chéo đẹp rồi. Thôi, chết anh Dũng ơi, thả chó. Đây rồi, cắn người. Thế anh từ cho chó cắn người. Rồi, nó lùi rồi. Chạy đi, thế anh ơi, trước mặt. Anh đi rồi. Tao đến tiền đinh mất. Ôi trời ơi. Địt con mẹ mày. Keep going. Tao thấy tiền đính mất. Anh Dũng nhá, anh Dũng phải giết được nhá. Ôi. Bắn CD luôn. Hai. Anh Dũng chạy luôn, thả chim ạ. Nó. Bóp. Đâu sao, địch cũng mù. Tất cả cũng mù. Hai anh Dũng ơi. Anh một chết sau điều khiển. Cầm điều khiển. Chả thế. Hai anh Dũng ơi. Chờ tao uống thuốc trợ tim. Mẹ, bỏ mẹ. Đây, từ. Long vào. Ôi, từ. Mẹ, đéo gì được cái tâm đâu ạ, cay vãi lồn. Lùi hẳn. Thôi thả uống đi. Kìa, bên trái. Hẳn luôn. Đéo gì được tâm. Khi chúng mày còn chưa biết đi. Cái bác mày sáng quá, đéo gì được tâm đâu ạ, cay thật. Chạy. Từ. Flash. Gần. Kìa. Ngủ một nữa sắp cháy. Chết hai rồi. Chết đây, hai đấy. Đặt bom. Tế mốc rồi. Nhặt súng. Phá khúc đi, một số 3. Vẫn để nó quét à, số 3 này. Bắn cái ulti cái lồn đi đấy. Rồi chết rồi. Đừng nết nữa, anh quay về thôi. Có flash này cần không? Flash này quay mặt. Nổ, ra ăn. Hai. Ông Sova thấy mình ulti đứng ngay cạnh mà vẫn đứng bắn ulti ạ, vẫn bắn cố. Bắn cố để giết. Tao xé màn nó, tao bắn chết ngay. À cô ơi. Mọi người đó. đang chậm lại. Đừng có smoke lung tung địt mẹ. Toàn smoke bên mình ấy. Kiểu backside 3. Ba backside, còn nữa. Rồi, nữa cho backside. City cuối. Tường lồn gì thế này? Đứng bên đó. Hồi máu đi. Kìa City rồi, hồi máu nào. Mẹ bên mình toàn ném smoke lung ta lung tung cay vãi lồn. Không phá mắt đi. Cường luôn đi, hai anh em cường luôn, sợ cái lồn. Bật zoom lên leo. Bật zoom lên, chơi nó. Ôi trời. Anh yêu. Thả chó. Ôi, được. Bên phải. Rồi, đặt bom đi anh Dũng. Đặt bom mặt bên kia đi. Rồi. Cứ từ thôi, chưa qua được. Cứ bình tĩnh thôi. Nó dịch chuyển. Hai, bình tĩnh hai bên này, chậm. Anh Dũng không có tin gì kìa, đúng không? Rồi, thoải mái đi. Ôi, bắt từ, leo. Smoke đi, mày đặt bom. Smoke nữa đi. Rồi, lên ăn luôn ở trước mặt. Rồi, về C, về A, đi được City. Đấy, đi về A. Úi giời, bắt đầu điều khiển. Lái, ui, về A nhá.
đặt bom đẹp này, bay lên heaven này, đặt bom ở chỗ đẹp ở mặt bên này, bay lên heaven thế là thắng, được chưa? Đặt đi, đặt đây, đặt ở giữa đi, đặt đi, đặt đi. Đặt nào trên heaven nhìn thấy được. Có biết bay lên heaven không nhỉ? Sợ thằng này đéo biết bay. Bay bay heaven, bay heaven. Thôi. Bay được 2 phát à? Bay được 2 phát liền. Ôi. Bay lên heaven của đấy là thắng mẹ rồi. Anh Bong hỏi là không biết bay được cái gì đi. Thì đấy, thì thằng Leo có bay được hay không ấy. Đấy thấy chưa, thằng kia nó bay cho nó mà xem kìa. Nó dạy cho cách bay kìa, đấy chưa. Bay được bay thế này. Bay nó phải 2 cái bay lần liên tiếp lên ấy, còn biết ai bay. 2 ủa nhà, ủa 2 ủa còn lo lẹt luôn. Team anh em mình mới bút cam nên cần thời gian. Đúng, anh Dũng. Đúng, như thằng Bomben là một captain nhưng mà mong muốn team phát triển quá nhanh. Bắn nó phải đi thế giới. Thôi chụp rồi, bốc rồi. Kẻ đó, ta súng có to. Tao hở hơn mày. Em tao nhìn mày bắn vào. Chết dẹt rồi. Ôi, bê trong xe bê. Đẩy luôn. Sai à? Sai rồi. B vào. Spike planted. Trong B hết. Flash thế anh ơi. Kêu thế anh. Chết. Anh bình tĩnh. Ui giời. Mày thấy cái, mày thấy tao cách B tầm vũ trụ không? Địt mẹ mày giết người lại còn bỏ về cho nó vào. Tạo cơ hội, tạo khoảng trống cho anh em được chơi game được không? Chứ tao với tao giết hết thì anh em làm sao được chơi game nữa, đúng không? Tao phải lùi ra để cho địch vào. Tao chỉ gọi là dâng ra một cái bẫy ở bom xanh B để cho địch vào. Còn anh em đến lúc đấy là vào liên hoan. Ông Bomben là Baron mõm. Địt mẹ ạ cho mày, idiot. Này, check mid này, check ra. Một Bomben bên phải. Hai cả xây ở đây luôn. Ba ở đây. Ba ở đây, bốn ở đây luôn. Sao leo đắt đấy? Số 3 yếu. Nữa. Ui giời ơi. Vui không? Anh em thấy vui không? Ui. Em thấy cảm thấy cái bộ máy đã bắt đầu trơn tru rồi đấy. À, được. Enemy spotted C. Tuyệt vời. Một số 3 ở ngoài mid vừa lái được không? Cutting through. Mid? Mid cuối. Giết nó. Hay. Anh Dũng thông báo mid cuối, cứ tưởng là mọi người phải ra cứu anh Dũng nhưng không, thông báo là nó sẽ chết. Ôi thằng Sova này. Bộ máy đã được trao dầu rồi. Được luôn. Xe máy chạy nó còn phải lốt đa. Anh Bom hơi vội vã. Cứ vội vàng, đúng không? Đeo bắt, thằng Bom cứ vội vàng. Có người đâu rồi? Đẩy ra. Your turn. Tuyệt vời. Trong smoke. Không phải. Ui giời. Mẹ, tao đọc cái thằng Sova này như một cuốn sách. Quỳ xuống. Thằng này nó chạy quá. Ôi. Hay thế anh được. A. 1A này. 2A luôn này. 2A này, 2 ngoài A này, thế anh đẩy lên ngắm luôn, thế anh ngắm. C1, anh Dũng chạy nhanh cao. Hết hàng, anh Dũng ơi, nhanh không hết hàng. Bóng rơi C. Nhanh không hết hàng. Bó mới, bình tĩnh, tìm mẹ tao tiền đình. Đây là đồng đội kia cả. Úi dồi ôi, tiền đình cơ hình Dũng. B. Thôi sao mà. Ôi. Ôi. Cuối ngu cho thế anh kia, tự tin lên em ơi, cuối ngu. Thằng bên máu. Bóng rơi xe long nó phải đi qua mặt mày mà. Nó phải đi qua mặt mày nhặt bóng. Hay. Ôi giời ơi. Thằng này tuổi gì? Mẹ, thằng này em hiểu nó. Mẹ, từ khi mà nó bắt đầu mới cất tiếng khóc chào đời. Mẹ, anh em chuẩn bị xem đi. Chiến thần đến từ Đại học Kiến trúc xây tường. Mai bố mày lại có clip. Mẹ, sinh viên Đại học Kiến trúc xây tường, Leopard xây tường. Mất 5 năm học xây tường như con cặc thì thôi. Mẹ, đúng là... Bảo sao lại đi mẹ học kiến trúc ra lại đéo làm kiến trúc. Ok. 4 giây, 3 giây, 2 giây. Một lát đây. Rồi, bốc.
Nó bắn ở đâu ấy? Cho bom. Dựng tường đi. Rồi. Cái lon gì đây? Ôi! Kill! Cái băng ơi, kill em! Ôi! Địt mẹ, thôi. Đâu rồi. Ôi. Địt con mẹ, vãi lột thật. Kiểu phá cung đi. Cẩn thận móc, thế anh. Móc anh bên rồi, gần rồi. Chưa đã có gì đâu, anh lừa em. Ôi, đừng chết thế anh. Một móc anh bên. Một móc anh bên. Mẹ lại còn được ông sinh viên kiến trúc leo bát đã giữ quả tường vãi lột. Làm lại. Ơ, em giữ quả đấy đẹp còn gì nữa. Đẹp, quả đấy vừa khít. Nhốt đi. Kín luôn đấy còn gì. Quả đấy kín bưng. Vừa khít. Hai. One enemy remaining. Hai. Bomb buddy out. Nét đầy. Cẩn thận. A này. A, B. A này. Rồi. Địt mẹ em đầu đi. Ôi. Chết. Bình tĩnh. Chết rồi. Cuối đâu? Chấm đỏ kìa. Cuối bắn cung ở B mà. Nó ra em đóng quả flash luôn này. Cái nhà đây. Đây flash này. Ui giời ơi. Một lát thịt mẹ set go mà làm sao mà ăn được. Bật tab lên xem trình độ, bật cái tab lên xem trình độ. Ui. Pro player Kazima. Ghê gớm. City cuối rồi. Kìa City kìa, City kìa. Thấy rồi. Hay lên heaven kìa, City lên heaven. Xin giúp cải dòng họ cho nó. Ôi. Để đặt được. Đang định chi với thẻ Dũng nhanh thế. Thằng Dũng đang cải thiện bảo vệ mạng để đứng top frag. Mấy khi được chết top. Để đặt top frag chứ phải dạng vừa đâu. Dạ. Còn đồ non ông moment. Đi đưa bom anh, đi đưa bom anh. Mẹ em nhìn. Cho nó vào anh Dũng ơi, cứ nấp bản đi. Nó tìm mình. Hai đây luôn. Đây. One enemy remaining. Trồng cây ngay rừng ngay. Bố mới trồng cho mày cái cây luôn. Mẹ. Mít còn cặp. Úi dồi ôi, bắn hay quá. Đi bên trái. Hay quá. Bắn cháy thế nhỉ. Đội này thì bắn bây giờ. Mẹ mày, nó một khi ra vào G đúng không? Nó mượt cứt ngay. Không bị đường tiêu hóa nữa, bắn nó không ỉa chảy. Anh em thấy không? Đốt đa xong là sẽ tra dầu vào anh hiểu không? Đúng. Em tanker biến thành fighter đấy. Cứ vội vàng. Kinh không? Từ những lao đầu. Phải ăn thằng đấy thôi, Ray ơi. Cứu thế anh, để sợ mít đi anh em ơi. Sao anh em bỏ hết thế nào không? Bỏ thì thế anh nó chết. Nữa, trước mặt. Bên phải, hai. Hai, bên phải nữa. Đây xong mà. Vậy thấy mít đông lắm á. Cứ sống lại đi. Kiểu mít shot. Dũng rồi, ra bắn cùng. Flash. Hay. Đấy giờ đâu. Bố rồi. Bố TT ở đây. Đi. Bỏ được. Chót tường. Tường lộn đấy. Chết rồi. Tường nó ở dưới này, nó giữ ở dưới này để nó lên. Cầm cung rồi. Thôi, cái gì đây? Hay. Tommy. Súng bom. Cây. Ừ. Sợ lắm rồi đấy. Nó ra bắn luôn đấy. Ơ, nó vẫn ở cạnh anh ấy. 10 seconds left. Sợ tao quá ấy. Hết giờ rồi. Sợ đi các mẹ. Ôi giời đất ơi, sợ. Sợ hết cả giờ luôn địt con này. Sợ nhớ hôm qua tao cứ chạy ở bờ, tao có làm gì đâu thì nó cứ sợ hãi quá. Đấy, bắn bỏ mẹ anh luôn. Nó về. Mẹ mày. Mẹ cứu, em cứu. Anh bom lại đi. Đã vét hết rồi kìa. Ở đây cuối ơi. Chưa kịp ấy à? Ui rồi mà. Ê, sao hồi... Cuối tôm mít. Cuối tôm mít.
Ui giời ơi. Ơ như thằng ấy video khéo thật, thì mẹ nó cứ sượt má. Thằng thấy anh ấy đéo chút cái huyên ra nào. Thì nó cứ sượt hai bên tai thì anh ấy đỉnh thật. Thằng ấy video khéo thật, đéo chút cái nào luôn đấy.